chúng ta chia sẻ những cái kỷ niệm trong chung kết đó với người hâm mộ thì cầu hôn nó lên. Còn mình chia sẻ trên truyền đạo thì mình sẽ chia sẻ những chung kết đó với người hâm mộ. Mình thấy như nào hâm mộ của mình như à, thực sự cái thức chất của cái giải đấu như thế cả chút thì nó rõ ràng gia tiến trong tâm ra con người kia. Ở đây thì cái sự nỗ lực, chúng ta phải phát quyết định. Và nếu các bạn mình nhớ thì tại sao người các trường đến tuổi này vẫn chơi ở đội tuyển quốc gia? Tại sao những cầu thủ lớn vẫn muốn đến trường dành cho đó? Tôi là một thằng bán đổ. Man. Những khoảnh khắc điên rồ được biểu hiện qua cảm xúc. Tôi là người luôn mang tới xui xẻo. Nuốt nước mắt để tôi nhìn con mà tôi sống. Tôi là nỗi thất vọng của người hâm mộ. Giấc mơ huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại dang dở. Tôi là gánh nặng của đội bóng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Tôi phạm lỗi ngớ ngẩn không ai ngờ tới. Sai lầm của trường gắn liền với những thị phi. Đừng bằng tính trường bán độ. Tôi có thể xuất thần tỏa sáng khi không ai trông chờ.